Chiều ngày 22 tháng 1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Trung tướng Đỗ Căn, Trung tướng Lê Hiền Vân, cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả nổi bật về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và một số kiến nghị đề xuất, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Tổng cục Chính trị và cơ quan Tổng cục Chính trị. Năm 2018, Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, các nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy Trung ương đã xác định đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai toàn diện, hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Tổng cục chính trị quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trọng tâm là nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2019. Tổng cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ, chủ động đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến tự chuyển hóa, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Về một số kiến nghị đề xuất của tổng cục chính trị, đại tướng Ngô Xuân Lịch giao các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tổng hợp đề xuất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét quyết định.